Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Hồ sơ vụ án của báo Thanh Hóa. Thưa quý vị, hàng loạt vụ án nghiêm trọng bắt nguồn từ sự ghen tuông liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng lo lắng. Chỉ vì một phút nông nổi, các đối tượng đã tự phá vỡ hạnh phúc gia đình, đẩy bản thân vào vòng lao lý để lại nhiều hệ lụy đau lòng. Chúng tôi sơ lược vài án cuộc ghen gần đây có kết cục thảm khốc nhất với mong muốn thức tỉnh mọi người rằng hãy tự kiềm chế bản thân, đừng để một cả giận mất khôn, phá vỡ gia đình và hủy hoại tương lai cuộc đời của những đứa trẻ. Dưới đây là những vụ án cùng ghen gây hậu quả nghiêm trọng khiến dư luận vừa phấn nộ, vừa bàng hoàng, xót xa cho cả hung thủ và nạn nhân. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2023, người dân thôn Tân Lập, xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát hiện nhà ông VQH, sinh năm 1967, xảy ra vụ cháy lớn. Sau khi người dân cùng công an xã Trung Hòa đến tiến hành các biện pháp chữa cháy, thì phát hiện ông VQH đã tử vong ở sân trước nhà. Tiếp tục kiểm tra tại buồng ngủ tầng 1, phát hiện 4 thi thể bị cháy biến dạng là vợ và con của ông H. Kết quả xác minh sơ bộ, công an xác định do mâu thuẫn gia đình, Ông về quy hát đốt nhà khiến vợ và ba con nhỏ chết. Sau đó, ông này nhảy từ tầng 2 xuống sân trước cửa nhà tự tử và tử vong tại chỗ. Một vụ án đau lòng khác cũng xuất phát từ ghen tuồng đã xảy ra tại Long Biên vào năm 2023. Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra vào sáng ngày 1 tháng 9, tại phố Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên. Bước đầu nhận định, người chồng đã giết cả nhà, sau đó treo cổ tự tử. Một vị lãnh đạo thông tin. Hiện trường ghi nhận, ba người trong gia đình tử vong do lực ngoài tác động còn chủ nhà là NVH, sinh năm 1978, tử vong trong tư thế treo cổ. Theo người dân sinh sống tại đây, nguyên nhân vụ việc được xác định do NVH ghen tuông với vợ nên đã ra tay sát hại vợ cùng con trai. Thời điểm này, con gái của H ở cùng mẹ về chơi với bố cũng bị hung thủ ra tay sát hại. Khi lực lượng chức năng có mặt, các nạn nhân xác định đều đã tử vong. Trong một vụ án khác, Quách Văn Nam ở Hà Nội cảm thấy cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt vì những nghi ngờ ghen tuông kết cục bi thảm khi Nam xuống tay sát hại vợ và con trai mình. Năm 2017, Nam kết hôn với chị Dương Khắc Hát, sinh năm 1999 ở Cầu Giấy. Hôn nhân không hạnh phúc khiến Nam không nghề nghiệp, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Đầu năm 2018, chị Hát sinh một bé trai tên Tê. Hai mẹ con chị chuyển về nhà ngoại ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy sống. Nam thỉnh thoảng sang thăm vợ con khoảng một tháng sau khi vợ sinh nam thường thấy trong điện thoại của vợ có tin nhắn chuyển khoản đến số tiền 3 triệu đồng nam hỏi vợ thì chị hát nói do chuyển nhầm lúc này nam bắt đầu nghi ngờ vợ ngoại tình và đứa con mới sinh không phải con mình sau những nghi ngờ dồn nén nam nói chuyện với vợ việc anh ta muốn đưa con đi giám định adn nhưng gia đình chị hát không đồng ý từ đó mâu thuẫn giữa vợ chồng bị cáo càng căng thẳng nam không sang thăm vợ con nữa Đến giữa tháng 3 năm 2020, Nam thuyết phục hai mẹ con chị Hát về sống chung và vợ Nam đã đồng ý. Tuy nhiên, thời gian chung sống, cuộc hôn nhân của bị cáo và vợ vẫn trở nên ngột ngạt bởi những mâu thuẫn, cay vã xuất phát từ việc Nam nghi ngờ vợ có nhân tình. Theo lời khai của Nam, mâu thuẫn giữa vợ chồng bị cáo càng trở nên căng thẳng hơn khi chị Hát hay phản nàn về chuyện Nam chị ở nhà không chịu đi làm kiếm tiền. Khoảng 7 giờ ngày 2 tháng 5, vợ chồng Nam lại bắt đầu cãi vã. Chán nản, bị cáo lấy rượu ra uống, lúc này nam nói với vợ giờ chúng mình giải thoát cho nhau em có tương lai của em anh có tương lai của anh chị hát đáp lời đi lấy giấy ly hôn ra đây lời qua tiếng lại chị hát nói với nam mày có gan thì mày giết tao đi chết thì cùng chết thấy vậy nam đi ra cửa phòng quay lại nói mày đừng ép tao vào đường cùng con người có giới hạn mày đừng có khiêu khích tao ngay sau đó nam vào bếp lấy dao phay khi bị cáo cầm dao quay về phòng chị hát đang bế con nhỏ ngồi khoanh chân trên đệm đứng sau lưng vợ, nam cầm dao chém chị hát. Chị co người lại, xoay người sang trái, nên nhát chém trúng vào vùng cổ con nhỏ và trúng vào mặt chị hát. Theo lời khai của nam tại tòa, anh ta còn lao đến chém vợ liên tiếp 4 đến 5 nhát cho đến khi vợ và con bị cáo bất động. Sau khi chém chết vợ và con trai, nam đi sang nói với bà ngoại, cháu lỡ tay chém chết vợ con cháu rồi. Khai đến đây, bị cáo không cầm được nước mắt. Vẫn theo lời khai của Nam, sau khi đã giết chết vợ và con trai, anh ta đi mua thuốc diệt chuột tự tử nhưng sau đó bị cáo đổi ý vì nghĩ rằng sau khi đầu thú sẽ được tiêm thuốc độc vì tội giết người. Vì vậy, cùng ngày xảy ra vụ án, Nam đã đến công an đầu thú. Kết luận giám định pháp y về ADN của Trung tâm Giám định Pháp y Hà Nội cho thấy, bị cáo Quách Văn Nam và cháu Tê có quan hệ huyết thống cha con. Sau khi biết điều này, Nam đã vô cùng hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Những giọt nước mắt muộn màng trước tòa cũng không thể khiến Nam gột rửa hết tội lỗi đã gây ra. Lý Nhí nói lời xin lỗi với tất cả mọi người, Nam mong hội đồng xét xử cho anh ta có được cơ hội sống. Hội đồng xét xử cho rằng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống gia đình, bị cáo đã đang tâm giết chết vợ và con nhỏ một cách dã dạ man, gây tăng thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân, gây bất bình trong dư luận, nên cần thiết phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Quách Văn Nam, sinh năm 1989 ở Tây Hồ, án tử hình về tội giết người. Bị hại trong vụ án, đau lòng thay lại là vợ và con trai bị cáo. Vụ án ghen tuồng chồng giết hại vợ con trong khách sạn vào năm 2013 cũng khiến dư luận xôn xao một thời. Theo nội dung vụ án, năm 2013, anh và chị TDPL kết hôn, có một con chung là cháu NTNI, sinh năm 2014. Quá trình chung sống, anh hay ghen tuông bóng gió nên cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Mới sinh con được vài tháng, chỉ nhận được những cơn ghen từ chồng nên chị L đem con về sống cùng cha mẹ ruột ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 6 tháng 10 năm 2014, anh lên nhà cha mẹ vợ chơi, rồi chở chị L cùng con đến thuê phòng tại một khách sạn để vợ chồng giải quyết mâu thuẫn. Cho rằng vợ dừng dưng không muốn hàn gắn tình cảm, anh tức giận rút con dao mang theo đâm vợ tử vong. Giây phút ấy, đứa con mới 8 tháng tuổi bỗng khóc ré lên. Sợ bị phát hiện, gã chồng giết vợ dùng khăn lông cuốn kín người đứa con bé bỏng rồi lấy vòi nước xả vào mặt. Thấy con nằm yên, nghĩ rằng con đã chết, anh bế con vào đặt nằm cạnh vợ. Lát sau, phát hiện cháu y vẫn còn thờ, tỉnh phụ tử trỗi dậy, gã chồng giết vợ vội vàng sơ cứu cho con rồi đóng cửa phòng. Khi chạy xe về đến Đồng Nai, anh điện thoại báo cho anh trai và cha vợ biết, sau đó ra công an tự thú. Được cấp cứu kịp thời, cháu y thoát chết nhưng người mẹ đã ra đi vĩnh viễn. Tại phiên tòa, nhìn con thơ ngơ ngác với vành khăn trắng trên đầu, bị cáo cúi gằm, từng lời nói cử chỉ đầy dứt khoát, bị cáo bảo không muốn mất vợ và con nên trước khi vụ án xảy ra, bị cáo đã chở mẹ mình lên gặp cha mẹ vợ để nói chuyện thế nhưng lời nói sau cùng bị cáo đã không làm chủ được mình bị cáo xin lỗi gia đình cha mẹ vợ và xin hội đồng xét xử xử mình mức án thật nghiêm với hành vi trên bị cáo anh bị tòa tuyên phạt mức án tù trung thân về tội giết người bị cáo đón nhận mức án đầy vẻ cam chịu còn đứa trẻ vẫn chưa đủ lớn để cảm nhận những gì xung quanh Mới đây nhất, ngày 9 tháng 5 năm 2024, Tòa Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Hồ Xuân Hải, năm 3 tuổi, mức án tử hình về tội giết người, sau khi độc độc chết vợ và ba con của mình. Theo cáo trạng, Hải và vợ có ba người con. Vợ chồng ông ta đầu tư trang trại nuôi heo tại xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, nhưng làm ăn thua lỗ, nợ nhiều, không có khả năng chi trả. Trong cơn tung quẫn, ông lên mạng tìm hiểu cách đầu độc, độc cả gia đình. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, ông Hải đặt mua bình khí CO 40 lít, đưa về căn nhà vắng chủ cất, rồi mua thêm dây ống nước bằng nhựa và tham khảo cách sử dụng. Tối cùng ngày, khi vợ và các con đi ngủ, người chồng ra phòng khách ngồi uống rượu, tiếp tục tìm hiểu cách gây tử vong bằng khí CO. Khoảng 2 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2023, ông Hải đưa bình CO tới gần cửa sổ phòng nơi vợ và các con đang ngủ, xả khí CO vào bên trong qua dây ống. Sau đó, ông ta đóng van, đưa bình CO về chỗ cũ rồi vào phòng đóng cửa ngủ cùng vợ con. Tới trưa, người dân phát hiện vợ và con của ông Hải đã tử vong, còn ông Hải được đưa đi cấp cứu qua cơn nguy kịch. Tại phiên tòa, theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, tạo bất ổn lớn trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện, có ý thức xem thường pháp luật. Do đó, hội đồng xét xử đánh giá việc cải tạo giáo dục bị cáo không còn tác dụng, cần thiết phải loại bỏ bị cáo khỏi xã hội, từ đó tuyên mức án tử hình đối với bị cáo. Thưa quý vị và các bạn, theo một điều tra viên có nhiều kinh nghiệm trong thụ lý án giết người, đối với các loại mâu thuẫn xảy ra trong đời sống thì mâu thuẫn ghen tuông thường tích tụ nhiều trạng thái tâm lý nhục nhã thất vọng ích kỷ lo sợ uất ức cay cú dẫn đến đối tượng hành động rất mãnh liệt mất kiểm soát hành vi phạm tội đến cùng gây hậu quả thường nghiêm trọng trước tình trạng này mỗi người phải tự trang bị cho mình sự hiểu biết và tôn trọng pháp luật cần luôn ý thức rằng nếu gây án chẳng những phải trả giá đắt cho cuộc đời của mình mà cả gia đình, người thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mỗi người phải có lối sống chuẩn mực, không buông thả hay có những mối quan hệ ngoài luồng phức tạp. Khi đối phương ghen tuông cần ứng xử khéo léo, không nên có thái độ thách thức, kích động dẫn đến hành vi tội ác của đối phương. nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trên kênh youtube của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại